Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng C nhập khẩu nguyên chiếc quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Kia Cerato phiên bản SLI. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2010, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký năm 2011 quý vị và các bạn nhé. Và đây là một chiếc xe Kia Cerato phiên bản SLI nhập khẩu từ Trung Đông về các bạn nhé. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết là những chiếc xe Kia Cerato hoặc Kia Forte đều sản xuất tại Hàn Quốc, nhưng nó sẽ xuất đi có những phiên bản, ví dụ như xuất châu Âu nó khác này, xuất về Việt Nam nó khác này, xuất sang Trung Đông, sang Dubai nó sẽ khác các bạn ạ. Và đây là cái phiên bản này, phiên bản xuất sang Trung Đông. Trung Đông tức là xuất sang Dubai đấy các bạn nhé. Và nhập về Việt Nam mình. Những chiếc xe mà xuất sang Trung Đông thì thưa với quý vị các bạn, tiêu chuẩn chất lượng nó rất là cao. Vì bên Trung Đông ấy, tức là bên Dubai là khí hậu thời tiết nó rất là khắc nghiệt. Và thời tiết nó rất là nóng và địa hình chủ yếu là sa mạc, cho nên là sản xuất những chiếc xe mà xuất sang bên đó thì được cái tiêu chuẩn nó rất là cao. Tôi ví dụ đơn giản nhất như từ những cái phần nhựa này, những cái phần da các thứ là đều là phải chất lượng phải rất là tốt thì nó mới phù hợp được với cái khí hậu thời tiết nắng nóng ở bên đó các bạn nhé. Và xin giới thiệu với quý vị là chiếc xe này đặc biệt là sản xuất là từ năm 2010, cuối năm 2010, nhập về Việt Nam là 2011, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội từ năm 2011 đến nay, sử dụng là 11 năm rồi nhưng mới lăn bánh được có 10 vạn thôi. Và cái lớp sơ cua nhá, lớp sơ cua còn mới tinh chưa hạ các bạn ạ. Lát nữa tôi cho quý vị và các bạn cùng xem về cái lớp sơ cua này, nó còn mới tinh chưa hạ cơ, lăn bánh mới có 10 vạn thôi. Và chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Với chiếc xe này chúng tôi đang bán giá là 310 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Cerato 2011 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang đến kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Kia Cerato 2011 nhập khẩu nguyên chiếc này ạ. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần ngoại thất bên ngoài cũng như là về cái phần nước sơn của chiếc xe quý bạn nhé. Chiếc xe này được đăng ký trên giấy tờ là màu đỏ quý bạn ạ, nhưng nhìn thực tế mà dân ta hay gọi nó là màu mận chín quý bạn nhé, màu mận chín đấy, nó giống màu của chiếc xe Mac E200 quý bạn ạ. Đấy, rất là đẹp quý bạn nhé. Màu này thì cũng rất là đẹp và độc vì ở cái phiên bản này là nhập khẩu, và phiên bản nhập khẩu này nhập khẩu từ Trung Đông quý bạn nhé. Cho nên là nó có những cái màu nó khác hơn so với những cái màu ở Việt Nam quý bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Màu đỏ mận hay còn gọi là màu nâu đấy ạ. Nhiều người thì gọi là màu nâu nhưng thực tế trên đăng ký là màu đỏ. Và đây là cái bản này là bản Kia Cerato phiên bản SLI các bạn nhé. Nhìn về bên ngoài, tổng thể bên ngoài thì chúng ta thấy được là nước sơn còn rất mới, rất là đẹp các bạn ạ. Chưa có bị đâm đụng hay chưa có bị va chạm gì cả. Đây chúng tôi mua về là nó cũng có xước sát chút ít đây các bạn nhé. Nhìn tinh mới thấy những cái vết xước rất nhỏ này. Tôi không sơn đâu ạ, tôi để nguyên đấy, nhưng phải nhìn thật sát vào mới thấy được, chứ nhìn xa như này là không thấy được những cái vết xước nhỏ này đâu các bạn ạ. Đấy, và đặc biệt là cái dàn lốp này thì chủ xe cũng đã thay rồi các bạn nhé. Đây là một cái đôi lốp Michelin mà chủ xe cũng mới thay đây. Đấy, mới thay, gọi là mới thay thôi nhưng mà cũng từ năm 2021 các bạn ạ. Đấy, cái đôi lốp sau là thay 2016, còn đôi lốp này là thay 2021 các bạn nhé. 2021 đây này. Đấy, Michelin 2021 mà còn dày như này, tức là chủ xe đã chạy hơn 2 năm rồi
mà lốp còn dày như mới như này này. Lốp sơ cua của chiếc xe này còn chưa hạ nhé, lát nữa thì tôi cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy, xi nhan cũng đã được tích hợp trên gương, cửa sổ nóc đầy đủ cả rồi các bạn ạ. Nhìn về phần đầu thì các bạn thấy đấy ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Đèn pha vẫn còn đẹp này, chưa có bị nứt vỡ gì nhé. Mặt ca lăng cũng còn rất mới này, lưới tản nhiệt cũng rất mới, rất đẹp luôn các bạn ạ. Đấy, đây là cái cụm đèn pha. Đèn pha rất là đẹp luôn, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Phía bên dưới thì xe cũng đã được trang bị cả đèn gầm rồi. Đấy, đây, đầy đủ cả đèn gầm rồi các bạn nhé. Rất mới, rất đẹp luôn. Sườn bên phụ này cũng vậy các bạn ạ. Sườn bên phụ này cũng không xước sát gì đâu. Đấy, rất đẹp này. Chúng tôi mua về là chúng tôi cũng đã dọn dẹp qua đi rồi, nhưng cái chủ yếu là dọn dẹp về nội thất và cái động cơ thôi. Bên ngoài chúng tôi không có sơn đâu, vài vết xước nhỏ như thế này chúng tôi cũng để nguyên này. Đấy, rất là đẹp quý vị bạn ạ. Phiên bản này là phiên bản SLI đây. Đấy, và đây là cái cụm đèn hậu các bạn nhé. Cụm đèn hậu cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm, nứt vỡ gì cả này. Đều rất mới này, từ logo cũng rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Xe cũng đã được trang bị sẵn cảm biến lùi nguyên bản của xe các bạn nhé. Đấy, nguyên cảm biến lùi nguyên bản của xe đã có rồi. Đấy, nhìn về cái phần nước sơn bên ngoài rất là mới, rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Màu đỏ mận này thì nó rất là hiếm các bạn nhé. Nếu như mà để ở trời mưa hay là chạy buổi tối, trời tối ấy, nhìn nó gần giống màu đen. Nhìn về bên ngoài thì rất là đẹp rồi quý bạn ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần option keo chỉ bên trong của chiếc xe. Trước tiên thì tôi sẽ mở cánh cửa bên lái này, bấm tay để mở cửa các bạn nhé, khóa thông minh. Đấy. Keo chỉ của cánh cửa này là chúng tôi vẫn cam kết là còn nguyên bản luôn các bạn này, chưa có mất một phân keo chỉ nào quý bạn nhé. Keo chỉ nguyên bản này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên hết luôn các bạn ạ. Đấy, ốc bản lề cũng còn nguyên nhé, chưa có bị tháo một con ốc nào đâu. Táp bi cánh cửa này rất là đẹp. Và đặc biệt là nội thất da cao cấp nguyên bản của xe là còn nguyên này. Đấy, nội thất chưa có vá tí nào các bạn nhé. Đấy, nội thất da này là da xịn theo xe. Và ở cái phiên bản Trung Đông này thì Kia cũng đã trang bị lên là cái bộ ghế da này là da cao cấp nguyên bản đấy. Da cao rất là xịn các bạn ạ, cho nên là nó bền lắm. Đấy, càng dùng thì nó lại càng bóng đi chứ nó không có ải ra như những cái da xấu các bạn nhé. Hoặc là giả da thì nó sẽ nhanh hỏng. Ở đây là da xịn đấy, chỉ đỏ này. Đấy, phía bên trên là xe đã được trang bị cửa nóc rồi, vô lăng tích hợp các phím điều khiển này, nâng chỉnh đèn pha này. Đấy, đèn pha có nâng chỉnh này. Và đây là cái tem của nhà sản xuất đây các bạn này. Phiên bản này là phiên bản sản xuất tại Hàn Quốc. Đấy, sản xuất tại Hàn Quốc nhưng nó xuất sang Trung Đông, tức là sang Dubai đấy các bạn ạ. Đấy, những chiếc xe mà xuất sang Dubai thì tiêu chuẩn bao giờ cũng option, thì có thể không bằng những chiếc xe xuất châu Âu hoặc xuất nội địa Hàn, nhưng tiêu chuẩn các thứ là rất là cao các bạn ạ, vì là thời tiết ở bên Trung Đông nó khắc nghiệt các bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem này. Từ keo chỉ còn nguyên bản hết này. Đây là cái phần keo chỉ cánh cửa phía sau các bạn nhé. Ốc bản lề cánh cửa phía sau cũng còn nguyên bản hết luôn, chưa có một con ốc nào bị tháo ra các bạn ạ. Táp bi cánh cửa đây, rất mới luôn các bạn nhé. Chưa có bị xước sát hay là mài mòn gì cả đây. Đây, những cái này các bạn xem này, chạy nhiều hay chạy ít. Nhiều xe là chạy dịch vụ thì những cái này nó mòn hết đi rồi, vì khách người ta ngồi nhiều. Những chiếc xe nhập khẩu như chiếc xe Cerato này thì rất ít xe chạy dịch vụ quý bạn ạ. Đấy, bên trong nội thất này toàn bộ từ những cái phần trần rất là đẹp quý bạn ạ. Trần này chúng tôi cũng đã dọn dẹp rồi, nội thất bên trong chúng tôi cũng đã dọn dẹp rồi quý bạn ạ. Đấy, nhưng cơ bản là rất mới luôn, da nguyên bản đấy quý bạn này, chưa có phải vá gì da đâu quý bạn nhé. Bộ ghế da này là nguyên bản đấy ạ. Đấy, rất đẹp. Nếu như cái bộ ghế da này, nếu mà chúng ta mà chăm chút lên một chút thì bây giờ đánh xi đi, lấy xi đánh giày đấy ạ. Lấy xi đánh giày đánh đi, nó rất đẹp các bạn ạ. Và đánh kỹ đi là nó không phải, nhiều người là cứ hay lo là đánh xong là nó bám bẩn đâu quần áo nhé. Không đâu các bạn ạ, đánh xi xong cái là không bao giờ bám bẩn đâu quần áo đâu ạ. Đấy, mà đánh xong nó sẽ mới. Đây, chúng tôi chưa đánh nhá. Nếu như đánh đi rồi là nhìn nó sẽ khác các bạn ạ. Đấy, đây là chưa đánh da đâu, chưa đánh xi đâu này. Đấy, nếu đánh đi là nó sẽ không còn những cái vết chân chim này nữa. Đấy,
Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần đồng hồ cũng như là về cái phần option xem những chiếc xe Trung Đông này. À, bây giờ tôi sẽ bật điện lên cho các bạn cùng xem nhé. Khóa thông minh, đèn nổ start top. Đấy. Loa rất hay các bạn ạ. Đấy. Loa rất là hay. Đấy. Đấy. Đấy, bây giờ tôi sẽ cho nhỏ đi nhé, để tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đến xem trực tiếp thì nghe mới thấy được cái loa nó rất là hay. Đây là bây giờ tôi mở thì nó qua cái tôi quay của điện thoại ấy, thì nghe loa nó không được hay nữa. Chứ còn thực tế là xe loa nghe rất thích các bạn nhé. Mà loa này loa nguyên bản, không có độ gì đâu ạ. Đấy, đồng hồ công tơ mét đây thưa với quý vị bạn. Chiếc xe này chạy đúng 10 vạn km các bạn ạ. Đấy, 10 vạn km này. Vô lăng, bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Đấy, đèn nổ start top, khóa thông minh này, điều hòa tự động các bạn nhé. Phiên bản này đã có điều hòa tự động rồi. Và đầu CD, đầu thì chỉ được trang bị nguyên bản là đầu CD nhé, tức là đĩa CD đấy ạ. Và với 6 đĩa các bạn ạ. Đấy, nghe cái bộ đầu này, nếu như độ Android, màn hình Android nó chỉ thông minh thôi, chứ nghe âm thanh thì không bao giờ bằng những cái đầu CD nguyên bản của xe này. Và tích hợp ca USB luôn các bạn này, USB để nghe nhạc các bạn nhé. Đấy, gương chiếu hậu là chống chói này, phía bên trên là cửa sổ nóc đầy đủ luôn các bạn này. Đấy, tất cả còn rất đẹp đây, đẹp từ những cái phần nỉ này các bạn thấy đi ạ, phần nỉ này cho đến những cái phần nhựa này. Đấy, phần nhựa tay nắm này này, đấy, đều rất mới các bạn nhé. Đấy, các bạn xem này, rất mới, rất đẹp quý vị các bạn ạ. Một chiếc xe 2010 nhưng được đăng ký là từ năm 2011, tính ra đến bây giờ là sử dụng cũng đã được 11 năm rồi các bạn ạ. Sử dụng 11 năm rồi các bạn nhé. Nên là chiếc xe này với 10 vạn như thế này thì chạy cũng không phải là nhiều đâu các bạn ạ. Nó cũng ở cái mức độ vừa phải thôi, không ít nhưng cũng không nhiều. Đấy, nó ở mức độ vừa phải, rất đẹp luôn các bạn ạ. Toàn bộ về cái tắp lô tắp đi này đều rất là đẹp này. Và phía bên trên có cửa sổ nóc, ngồi đằng sau này rất thoải mái quý bạn nhé. Đấy. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau lên cho quý vị và các bạn cùng xem. Mở cái cốp sau chúng ta có thể bấm vào trên chìa khóa này, khóa thông minh có thể bấm được cả cốp sau này quý bạn nhé. Đấy, bây giờ tôi vừa mới bấm rồi. Đấy, toàn bộ những cái keo chỉ của cốp sau này cũng còn nguyên bản quý bạn này. Keo chỉ cốp sau nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Đấy, tất cả là còn nguyên bản này. Keo chỉ nguyên, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm tí nào, cho nên là còn nguyên hết này. Những cái nỉ ở trên cái cốp sau này cũng đều rất mới các bạn ạ. Đấy. Và ở cái phân khúc hạng C thì cái cốp sau nó rất là rộng các bạn ạ. Đấy. Sau 11 năm sử dụng rồi mà lốp xưa cua còn chưa hạ các bạn ạ. Rất là ít xe còn nguyên như này đấy ạ. Đấy. Quý vị các bạn biết tại sao mà nhìn vào đây là biết cái lốp xưa cua chưa hạ, chưa dùng thế nào không ạ? Đây ạ. Đấy, lớp xưa cua chưa hạ là nó còn nguyên cái vạch sơn ở lốp, mặt lốp đây các bạn nhé. Đấy, nếu như mà đặt xuống mà dùng chỉ cần chạy có khoảng độ 50 km thôi là có thể mất vạch sơn này rồi. Đấy, cái vạch sơn này nó sẽ mất đi và vạch sơn này còn thì là tức là cái lốp này chưa hạ. Và đây nữa ạ. Đấy, cái lốp này sản xuất, chiếc xe này sản xuất cuối năm 2010 nhé, thì là cái lốp này sản xuất tuần thứ 47 năm 2010 đây này. Đấy, đết lốp vẫn còn nhé. Đấy, và sản xuất tại Hàn Quốc luôn này. Đấy, lốp này cũng sản xuất tại Hàn Quốc và đết lốp 2010, lốp còn nguyên chưa hạ đấy. Lốp còn nguyên chưa hạ thì những cái phụ tùng này cũng còn nguyên này. Đấy, chưa dùng. Kích nữa cũng còn nguyên các bạn nhé. Rất là đẹp, rất là mới đấy ạ. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Cánh cửa phía sau bên phụ này, keo chỉ còn nguyên này. Đấy, keo chỉ này, tắp bi cánh cửa này còn rất đẹp luôn, rất mới luôn quý vị các bạn nhé. Ốc bản lề cánh cửa đây còn nguyên bản hết này, chưa có một con ốc nào bị tháo ra đâu ạ. Đấy, tắp bi cánh cửa đây thưa với quý vị và các bạn này, đều rất là mới này. Nhìn từ bên ngoài vào thì các bạn thấy được là cái bộ ghế này, ghế da cao cấp còn nguyên. Đấy, còn nguyên bản hết luôn nhé. Chúng tôi chưa có vá víu, chưa có sơn lại hay là chưa có làm gì cả đâu. Cái này chỉ chúng tôi mới đánh sạch đi thôi. Đấy, nếu bây giờ chúng ta muốn nó mới hơn, đánh xi đánh giày là nó mới lắm đấy. Đấy, nhìn vào đây là chúng ta thấy này, cái tựa nó còn nguyên mới như này, da xịn đây các bạn này. Đấy, những chiếc xe mà được xuất sang Trung Đông bao giờ cũng là đồ xịn hết ạ. Da cũng phải xịn vì thời tiết khí hậu bên Trung Đông nó rất là khắc nghiệt các bạn nhé. Đấy, nội thất này, từ trần cho đến bộ ghế da đều rất mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ.
Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho quý bạn cùng xem này. Cánh cửa phía trước bên lái này. Cánh cửa phía trước. Keo chỉ cũng còn nguyên hết luôn các bạn nhé. Chúng tôi cam kết là chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Chưa có bị va chạm gì cả luôn quý bạn nhé. Đấy, keo chỉ còn nguyên này. Táp bi cánh cửa đây. Rất mới, rất đẹp luôn các bạn nhé. Ốc bản lề cánh cửa này. Đấy, ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên bản này. Đấy. Táp bi đây thưa với quý bạn đây. Những chiếc xe mà xuất sang Trung Đông, cái táp bi này quý bạn ạ, nó còn bền hơn cả những chiếc xe, kể cả xe Lexus các bạn nhé. Lexus là cái, nếu như cùng tuổi những chiếc xe này thì là bây giờ những cái táp bi này nếu như hay để ngoài trời ấy, nó sẽ ải hết ra rồi. Táp lô của cái xe này còn rất đẹp luôn này. Đó, những chiếc xe mà xuất sang Trung Đông bao giờ nó cũng sẽ bền hơn. Đó, rất đẹp này các bạn này. Đó, cửa nóc này, phía bên dưới này, cái bộ ghế da bên ghế phụ này còn rất mới cơ. Đấy, thưa với quý vị và các bạn, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên bản hết này. Đấy, còn nguyên và còn rất đẹp quý bạn ạ. Đấy, nhìn từ táp lô cho đến táp bi đều rất mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần quan trọng nhất, trái tim của chiếc xe. Kia cũng đã trang bị cho chiếc Cerato 2011 này là một cái khối động cơ xăng DOHC 1.6 lít kết hợp với hộp số tự động. Phiên bản này là phiên bản hộp số tự động 4 cấp quý bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Chúng tôi muốn cho quý bạn xem này, tất cả là còn nguyên bản này và còn rất là đẹp quý bạn nhé. Đấy, tất cả là còn nguyên bản này. Đấy, tất cả những con ốc này là còn nguyên bản hết này, chưa có một con ốc nào bị tháo ra đâu quý bạn nhé. Sau 11 năm sử dụng với 10 vạn km và còn nguyên bản hết và còn đẹp như này đấy ạ. Chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi. Và tất cả những con ốc, từ ốc tai này đấy, ốc giảm sóc này, ốc tai này, ốc chân cabo này, còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Chưa có bị một con ốc nào tháo ra này. Keo chỉ cabo này đấy, keo chỉ cabo cũng còn nguyên bản hết này đấy, keo chỉ còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Chưa có một vết đâm đụng hay là va chạm gì đâu ạ. Chúng tôi cam kết là không có đâm đụng, không có bị va chạm gì cả quý bạn nhé. Tất cả là còn nguyên hết này. Đấy. Chưa có một con ốc nào bị tháo ra quý bạn này. Đấy. Tất cả là còn nguyên hết luôn quý bạn nhé. Đấy. Tôi quay rất sát, rất chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem này. Từng con ốc một đây quý bạn này. Nguyên bản này, chưa có một con nào bị tháo ra đâu ạ. Đấy. Có tháo, ốc tháo biết ngay. Đấy. Còn nguyên bản và còn rất là đẹp đây quý bạn nhé. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần nội thất, ngoại thất cũng như là về cái phần động cơ của chiếc xe Kia Cerato sản xuất cuối năm 2010, đăng ký năm 2011, tên tư nhân, biển Hà Nội, lăn bánh được 10 vạn km các bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 310 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Cerato 2011 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Cerato này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.